Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có cái thương hiệu là Maruyama Bit M nha các bạn. Và cái tên riêng của nó là KC26E. Nó sở hữu một cái chụp giật thường các bạn. Chụp giật siêu bền ha. Xài rất là bền bỉ luôn ha. Nó có một cái nòng xi len là 34 ly nha các bạn. Và cái sức chứa của nó là 26cc. Công suất của nó đó các bạn, công suất của nó có thể mình hiểu nôm na là công suất của nó là 26cc ha. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Và cái điểm kế tiếp đó là nắp xăng kính nha các bạn. Nắp sàn kính không có lỗ thông hơi nha, rất là uy tín luôn các bạn xem. Đây. Nắp sàn kính ha, rất là đã luôn. Đây các bạn, nó có thiết kế lỗ thông hơi riêng nha các bạn, lỗ thông hơi riêng đó đây ha. Đây các bạn, có thiết kế lỗ thông hơi riêng, đây là nấm bơm phụ nha. Và ở đây nó có số seri nha các bạn. Đây số seri của nó đây ha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha các bạn. Số seri của nó đây. Đây các bạn. Số seri ha. Và ở phía trong này nó có made in Japan các bạn. Đây, made in Japan ha. Đây. Đây các bạn. Một cái máy này nó sở hữu một cái tum rời ha, tum rời màu đỏ nè. Có giải cách nhiệt nha, chống sốc rất là đã ha. Đây các bạn. Dây ga 3 tép có tích hợp công tắc nha. Đây xúc kết nối dây. Đây, đây các bạn nhìn xem chế hòa khí quanh rồ hai kim của nó này các bạn, rất là đã luôn. Đây cái kim chỉnh tốc độ cao nha các bạn, mạnh yếu là do cây này ha. Chạy gân ti có ngon hay là do cây này nha các bạn. Chạy gân ti ngon thì chỉnh cây này đúng thì chạy gân ti rất là ngon ha, ít ăn xăng và nhạy nổ nữa các bạn. Và mạnh yếu do cây tốc độ cao này nha các bạn. Cái tốc độ cao này nó dư thì nó lì máy nha, thiếu thì nó nghẹn, nó không có lên ga được ha, đủ nó thì nó rất là mạnh ha. Các bạn quan sát xem máy rất là đã luôn các bạn. E đây ha, e gió đây, đóng e để cho nó mau lên xăng, nó nhảy nổ đó các bạn. Rồi mở e là mình mới hoạt động bình thường, là phải mở e ra nha các bạn. Đây là hệ thống xả áp các bạn, xả áp. Hệ thống xả áp của nó đó các bạn. Đây, bồ của nó đây. Rất đẹp các bạn. Tùm các bạn quan sát xem. Rất là đẹp luôn. Con máy rất là xuất sắc nha các bạn. Không có chê vào đâu được, rất là đẹp luôn. Các bạn quan sát xem. Tay nắm của nó đây các bạn. Móc dây đeo ha. Cầm đây nè, rất là mềm mại ha. Tay ga có tích hợp công tắc nha các bạn, tích hợp công tắc đây. Tay ga rất là nhẹ nhàng các bạn ha, nhẹ nhàng zin tắt hết các bạn, zin 100% luôn ha. Tất cả các chi tiết đều zin hết các bạn. Cỏ
cùi nữa nè. Cùi này cùi 724 nha các bạn. Ở dưới này nó có chống mài mòn. Chống mài mòn của nó đây các bạn nha. Zin nó luôn. Chống zin cỏ ở trên rất là ngon luôn các bạn. Dao này của dao của Makita nha các bạn. Dao 30 3 tấc đó các bạn. Mà đối với máy này chạy mà chạy dao 3 tấc rất là nhẹ nhàng các bạn. Không có nữa, không có hết sức của nó. Chạy dao 3 tấc rưỡi thì nó có thể cắt nhanh hơn rất là nhiều các bạn. Và nó ít ăn xăng hơn nữa ha. Dao 3 tấc rưỡi cắt nó mới ngon các bạn. Dao 3 tấc ngắn để cho những người mới tập cắt đó các bạn. Mới tập cắt thì cắt dao 3 tấc ha. Thế nhưng mình cắt thành thạo rồi mình xài dao 3 tấc rưỡi nó rất là nhanh và nó rất là ít tốn xăng ha. Bạn quan sát sẽ lại lần nữa nha. Rất là đẹp luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy nguội thì đầu tiên mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, lên ga thì máy rất là dễ nổ ha. Thì máy nó đã nổ xong rồi thì mình giật là nó nổ thôi ha. Tiếng rất là ấm áp ha các bạn. Tiếng lỗ ganh tì rất là trầm ấm luôn. Rất là nhạy quay ha. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama Beat Em đến KC26A đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.